một trái tim chung một niềm tin vinh danh Thiên Chúa. Mỗi người góp một bàn tay, một bàn tay với cả tâm lòng, một bàn tay chung một niềm vui xây lên nhà người. Từng giọt mồ hôi nhọc nhằn là thiên đường mai sau, nhọc nhằn mồ hôi hôm nay gây dựng hạnh phúc mai sau. Từng giọt mồ hôi nhọc nhằn là niềm vui mai sau, nhọc nhằn mồ hôi hôm nay làm rạng ngời niềm tin Chúa ban ngôi. Mỗi người mang một trái tim, một trái tim chung sức chung lòng, một trái tim chung một niềm tin xây lên nhà người. Một niềm tin vinh danh Thiên Chúa. Mỗi người góp một bàn tay, một bàn tay với cả tâm lòng, một bàn tay chung một niềm vui xây lên nhà người. Từng giọt mồ hôi nhọc nhằn là thiên đường mai sau, nhọc nhằn mồ hôi hôm nay gây dựng hạnh phúc mai sau. Từng giọt mồ hôi nhọc.
so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched with so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Chào quốc kỳ Việt Nam bắt đầu. Để tưởng niệm các vị anh hùng tiền nhân, các chiến sĩ đã quên mình hy sinh cho Tổ quốc, cho lý tưởng tự do dân chủ. Các cựu quân nhân, tù nhân chính trị đã bỏ mình trong lao tù cộng sản. Các đồng bào đã bỏ mình nơi biển cả rừng sâu trên hành trình tìm kiếm tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em thuộc cộng đoàn giáo xứ Thánh Giuse. It is my honor to introduce two MCs rất là linh hoạt và duyên dáng sẽ điều hợp chương trình của bữa tiệc liên hoan mừng ngày Thánh Hiến Thánh Đường hôm nay. Thầy Phan Nguyên và cô Hồng Phúc, MC của bữa tiệc hôm nay. Good afternoon, Your Excellency Bishop Kevin Farrell, Reverend Fathers, Deacons, Religious Brothers and Sisters, distinguished guests, benefactors, ladies and gentlemen. We have just attended the dedication mass of our new church. Now in this hall,
We are gathered here in the sentiments of gratitude and thanksgiving. First of all, we thank the Lord for His goodness. He is love, and without Him, nothing is possible. Secondly, on behalf of the organizing committee, we thank you. Your presence here today is a testament to the strong support and affection that you have, not only for Father Ansgar on a personal level, but also for our parish as a community. We would like to express some special thanks. Special thanks to our former pastors, Reverend Peter Nguyen Tien Đắc, Reverend Peter Nguyen Văn Phong, Reverend Paul Cao Thế Bình, to our former diocesan and religious priests, deacons, religious sisters and brothers, to the representatives of the city of Grand Prairie, to Mr. Bill Thorne, to all of our benefactors and friends, to Mr. Steve Malone, chairman of the Diocese Building Committee, to Mr. Michael Weiss, chief financial officer of the Diocese of Dallas, to Dr. Hughes, director of the Office of Worship, to Mr. John Lay and all members of the St. Joseph's Building Committee, to Mr. Joseph Nguyen Xuân Dung, architect and project manager, to Mr. Michael Smith, Marathon General Contractor, and to all of those who have helped in ways, big or small, with liturgical consultations, the design, and the construction of the holy space dedicated this morning. To all of you, for your generosity, support, and love, we thank you very much, and welcome to St. Joseph. Kính chào Đức cha Ferrin Kell, Đức cha Kevin Farrell, quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân xa gần, quý quan khách, quý cụ, quý bà và anh chị em. Chúng ta vừa tham dự thánh lễ cung hiến tân thánh đường. Giờ đây, tại hội trường này, chúng ta quy tụ với nhau trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Trước hết, chúng ta cảm tạ ơn Chúa là đấng thiện hảo. Chúa là tình yêu. Nếu không có Ngài, không có gì được thành sự cả. Kế đến, thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha, quý quan khách, quý ông bà và anh chị em. Sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay đã nói lên sự ưu ái của quý vị dành cho cha chánh xứ nói riêng, cũng như là cho giáo xứ của chúng con nói chung. Chúng con xin cảm ơn quý vị. Chúng con xin đặc biệt cảm ơn quý cha cựu chánh xứ, cha Phêrô Nguyễn Tiến Đắc, cha Phêrô Nguyễn Văn Phong, cha Phaolô Cao Thế Bình, quý cha, quý thầy xấu, quý tu sĩ nam nữ và nhất